một ngày đi câu tôm xong của bạn Thương Vlog sẽ như thế nào? Ngày đi câu tôm câu cá nha mọi người. Sáng quá. Ngày cầm nước đi câu nước lớn sáng nha. Ừ, mình chờ xem hôm nay có Thương ra chiếc câu á. Ngày hôm nay có Thương sẽ như thế nào? Let's go. Vẫn là cái điểm câu quen thuộc ở dưới chân cầu Gạch Miễu nè. Chỗ này câu hoài mà cũng có hoài luôn. Câu tôm là thú vui được nhiều người đam mê trong thời gian gần đây. Phúc thấy dạo gần đây mọi người rủ nhau đi câu nhiều, mà đi theo coi cũng có nữa. Nhưng không phải ai cũng có kinh nghiệm câu chuẩn đâu nha. Con này nó bự nè. Áp mọi người. Để mà câu tôm hiệu quả thì mình cần phải chọn đúng thời điểm câu cũng như cách câu, móc mồi và quan trọng nhất vẫn là chọn đúng loại lưỡi nữa nè. Mà mấy cái này thì ông Thương ông gành, chứ Phúc thì không có gành lắm. Tôm ăn mọi người ơi. Rút nè. Hôm nay là túng tôm mày. Ngon lành. Đây. Đây, rút nè. Lên, lên. Đã. Cái rút quá sướng nè. Cảm giác rồi. Màn hôn trên sông buổi chiều đẹp ha mọi người. Giờ này cũng chuẩn bị đi rút xô nách rồi nên ổng chuẩn bị đi về nè. Thành quả hôm nay ông Thương ông câu được gì nha. Đó luôn. Cái càng bằng ngón tay của Thương luôn nè. Đó, con này khoảng 250 nha. Với mấy con tôm xô. Đây, tôm rạch không? Quá ngon. Đó. Tôm cỡ này nó mới đẹp nè.